Rồi 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 chú Sáu. Đo 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 vô đi. Rồi gốc mai này là 50. Quanh 58 á. 57. À, 58. 58 luôn, 58 chuẩn rồi. Rồi rồi rồi. Ok, gốc mai này cũng dữ đó mà, bonsai đẹp. Bonsai. Để quay toàn cảnh cái cây mai này, quay đế trước nè. Quay đế trước nè, nó dữ nè. Qua đồ đế. Bộ đế này là cũng khá là ok nha. Ơi đều mọi hả? Mọi người. Tứ diện luôn mà. Ok luôn. Bộ đế này rất đẹp. Đã chưa? Ok, bộ đế này rất ngon. Quay toàn cảnh của cái cây mai này. Bonsai. Đo chiều cao giùm con luôn chú. Cao hả? Dạ dạ. Đây không? Rồi đó. Đúng tới đây được rồi không? Ngược thước, ngược thước. Trời ơi. Lo làm máy riết mà quên mẹ ráo. Vậy đó hả? Đó đúng rồi. Vậy hả? Rồi, rồi cái nào cũng được miễn mà. Giống gì hả? Rồi 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 rồi. Mình lấy cái này nè. Nhiêu? Rồi bãi bãi đi. Rồi chiều cao là 76 phân. Ừ, 76. Rồi. Ok. Qua nó. Rồi đo bề ngang luôn. Hết mẹ rồi. Rồi bề ngang là vừa cái thước 1 mét. Rồi anh em nào mà có thích cây mai này thì lát mình cho số điện thoại của chú, thì muốn giao lưu thì với chú thì hai người giao lưu được thì ông để về chơi vui. Rồi còn nữa không chú? Quá trời nhiều luôn, quay chừng vài cây là chú quay không hết cái vườn mai của chú nổi rồi. Thôi làm một cây nữa coi. Rồi. Cái này đi, cái này nó có vỏ. Cái hồn nó là như cốc không? Cái nhỏ mà nó dữ. 40. Nào, để em lấy kỹ là số này. Là 41 phân. Rồi, tiếp đến nè. Rồi. Con cóc nè, thấy không? Chú thấy không? Rồi. Wow, không. Để quay giáp vòng con cóc này coi. Ừ. Cóc này cũng đẹp lắm à. Đẹp lắm, đều lắm. Rồi ok, đo giùm chiều cao đi chú. Tính tới đây rồi. Đổi 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 đầu thước rồi. Đây là lộn ha. Vậy nè không? Vậy nè. Rồi rồi rồi. Là chiều cao là lên chút nữa 80 phân. Rồi. 80 phân mọi người. Rồi rồi, đo đo giùm chiều ngang luôn chú. Đo giùm nó nè. Chiều ngang là 99 hả? 96 phân. Rồi 96. Rồi rồi. Vô rồi ha. Rồi mọi người, anh em rồi cô bác rồi có muốn giao lưu con cóc với con chuột hay gì đó thì là mình cho số điện thoại. Số điện thoại của chú là số mấy chú? 082 hay gì phải không? 082 644 9197 9197 là số của chú Sáu. Anh em nào có xem cái video này thì muốn giao lưu có số điện thoại đó là giao lưu với chú Sáu rồi đó. Ví dụ có thích thì liên hệ với chú Sáu rồi được thì ông để anh em về chơi vui.
mai rất nhiều nhưng mà mình quay hai cây vui vẻ được rồi. Giá cả thôi. Rất nhiều. Vì giá cả anh em muốn giao lưu thì giá cả hai người thỏa thuận thì được thì ok vậy đi. Rồi hôm mình cũng kết thúc video ha. Chúc mọi người vui vẻ.